Uyên đang có mặt tại một cái ngôi nhà rất rất là đẹp luôn, một cái bộ bàn ghế siêu khủng như thế này. Không biết là Vân này là Vân thật hay Vân giả mà nó đẹp quá. Đó, thì gia chủ hứa hẹn là sẽ tặng lại cái bộ nội thất này cho quý khách hàng nào hữu duyên sở hữu ngôi nhà này trong tháng 3 này quý chị ha. Đó, thì một cái ngôi nhà với cái thiết kế cực kỳ là khủng. Tuy là một ngôi nhà phố thôi nha, nhưng mà xây theo phong cách gọi là biệt thự. Thì bây giờ quý anh chị cùng Uyên khám phá tiếp xem là nó có gì ha. Đây, hiện tại thì đang là cái khung giờ là 12 giờ trưa quý anh chị ơi. Rất rất là nắng nhưng mà thật sự là nhà đẹp quá nên là phải quay review liền ha. Đó, một cái ngôi nhà phố như thế không ạ? Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, góc nào cũng đẹp, góc nào cũng sang ha. Đó, lô góc hai mặt tiền như này thuận tiện là vừa ở nè, vừa kinh doanh được quý anh chị ha. Rồi bây giờ quý anh chị cùng Uyên tiến vào phía trong để tiếp tục khám phá ha. Đây, phía kia thì mình sẽ có một cái cánh cửa kính, thêm một cái cửa cuốn nữa. Bên này thì mình sẽ có một cánh cổng rất lớn được chạm khắc CNC ha, màu vàng đồng, rất là đẹp. Đây là khu vực phần sân của mình nè. Cái phần sân nhỏ này thì mình thấy là mình chỉ có thể là đi bộ thôi, hoặc là mình có thể để xe máy ở khu vực này thôi ha. Còn xe hơi thì mình sẽ có gara ở phía sau. Khu vực này thì gia chủ họ có làm một cái bể cá ở đây, nhưng mà hiện tại là cũng đang khó khăn, chưa thể nào mà về đây rảnh rỗi để chăm sóc được, nên là nó sẽ rất là tội nghiệp như thế này. Nhưng mà khi quý chị mình về mình trồng trọt lại nè, rồi mình thay nước cho nó hoặc mình thả cá vô thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Đó, khu vực chỗ này thì gia chủ cũng đổ tấm ra như vậy luôn, nên là nó sẽ rất là thoáng nè, chắc chắn và kiên cố ha. Đó, khu vực phòng khách hồi nãy nè quý chị. Phòng khách thì mình thấy là không quá lớn đâu, vừa phải. Với cái chiều ngang của ngôi nhà này là 5m rưỡi, 6m á. Đó, để bộ bàn ghế này lớn quá là nhìn cái căn nhà có vẻ nó sẽ bị chật lại một xíu, nhưng mà không sao ha, còn rất là đẹp. Rồi bên đây là gia chủ họ làm một cái phong cách cổ điển ha, rồi cái đèn chùm nè, rồi cái phần mà đắp phù điêu ở trên cái phần thạch cao á, nhìn nó sẽ rất là cổ điển. Cái này quý chị biết là thiếu cái gì không ạ? Nếu mà mình dát vàng vô nữa thì nó sẽ rất là đẹp ha, nổi bật cái ngôi nhà hơn, lung linh hơn rất là nhiều. Đó, nó sẽ đậm chất là cái phong cách cổ điển hơn ha. Đó, rồi bây giờ mình cùng tiến vào phía sau này. Wow, một cái khu vực phòng bếp rất rất là thoáng luôn quý chị ha. Đó, phòng bếp nó thông liền ra với lại cái hồ cá ở đây nè. Đó, nên là nó sẽ rất là thoáng. Họ không xây kín như họ xây những cái vách, những cái lỗ họ như vậy nè. Đó, lắp thêm hệ thống đèn nữa. Đó là nhìn ngôi nhà, thứ nhất là nó lung linh nè. Thứ hai, nó sẽ không có bị hầm bí ha. Đó, rồi bên này thì cũng sẽ làm một cái phần ốp gỗ nè. Đó, nói chung là rất là nhiều mảng để có thể là trang trí cho ngôi nhà mình nó thêm sang trọng và đắt giá hơn ha. Đó, rồi đây sẽ là không gian phòng bếp nè. Trời ơi, không gian phòng bếp rất là rộng luôn. Rồi cái phần tủ này, gia chủ họ làm rất là nhiều tủ thế này. Quý chị mình về hoàn toàn là để đồ đây được thoải mái ha. Đó, không gian bếp thì gia chủ họ đi một cái tông màu cũng hơi tương phản một xíu đó. Là ở trên là sẽ là màu vàng đồng, còn ở dưới đây sẽ là cái màu xanh biển ha. Đó, thì nhìn nó cũng hơi tương phản nhưng mà nó sẽ có cái sự nổi bật trên cái căn phòng bếp của mình. Ở bên trên thì gia chủ cũng làm những cái mảng màu xen kẽ kìa. Đó, mảng màu pastel như vậy ha, nhìn cũng rất là xinh xắn, pha trộn phong cách hiện đại và cổ điển với nhau ha. Đó, hệ tủ bếp nè, làm rất là cao, rất là đẹp luôn. Mặt bếp thì cũng được làm bằng đá hoa cương ha. Rồi ở phía trên trần thì gia chủ họ cũng làm một cái phần đèn kết hợp với quạt ha. Đó, bật lên cho nó mát nè, nóng quá. Đó, bên này sẽ có một cái không gian để một cái tủ lạnh side by side siêu lớn ở khu vực này, cũng hoàn toàn thoải mái ha. Cái này chắc ba đứa như mình đứng cũng vừa luôn đó, rất là lớn. Đó, và gia chủ sẽ tặng lại cái bộ bàn ăn 8 ghế này cho quý anh chị nào mình sở hữu cái sản phẩm ngôi nhà phố này trong vòng tháng 3 năm 2024 này ha. Đó, rồi phía này thì có thể là mình sử dụng cho không gian sinh hoạt chung nè, hoặc là có thể cho con cái mình chơi quay quần ở chỗ này cũng được ha, hoặc là trang trí thêm những cái mảng tường như thế này rất là đẹp nè. Gia chủ họ làm cũng khá là kỳ công ha, trang trí rất là nhiều mảng tường để giúp cho ngôi nhà mình nó không có bị gọi là bị đơn điệu quá. Rồi phía sau đây mình sẽ có thêm một cái đúng rồi, thắc mắc là tại vì sao ở trên này không có nhà vệ sinh. Là gia chủ họ đưa ra đằng sau đây. Thứ nhất là nó sẽ vừa rộng rãi hơn, thứ hai nữa là vừa sạch sẽ ha. Đó, đây sẽ là không gian gara để xe, bên trên thì có đổ tấm rồi, cũng có đèn đầy đủ hết luôn, gạch được ốp cao lên tới trên trên trần luôn. Sàn được lát bằng đá nhám ha. Cái này thì quý anh chị mình về để được xe 7 chỗ hoặc là xe bán tải để được không anh? Được hả? Cái này thì có thể để được bánh tải, chắc nó cũng bánh tải cũng hơi dài á, làm một cái gờ đi lên rồi mình hạ cửa cuốn xuống ha. Đó, cực kỳ là an toàn luôn. Rồi phía sau đây một cái nhà vệ sinh gia chủ họ làm cũng hơi bị nổi bật ha. Đó, những cái tông màu như này rất là đẹp là hiện đại, và nhà vệ sinh ở bên trong đây thì sử dụng cái tông màu đen và tông màu xám khói thì nó sẽ rất là sạch sẽ nè.
Đó, đầy đủ thiết bị trải nghiệm vệ sinh luôn. Bồn cầu thì được làm màu đen ha. Đó, cũng khá là lạ và độc đáo. Đây, bây giờ là mình sẽ cùng đi lên phía trên. Quý chị mình có thể thấy là tham quan một vòng. Cái nhìn nhìn sơ lại một vòng chứ. Quý chị mình có thể là nhìn sơ lại một vòng từ dưới lên trên của cái ngôi nhà này ha. Đó. Vô nhà rất là thoáng và mát nha. Vô ngôi nhà là cảm giác là gió nó đối lưu rất là tốt. Rồi bây giờ mình cùng tiến lên phía bên trên để mình khám phá tiếp xem là cái khu vực ở bên trên tầng 2 sẽ có gì ha. Nhà này thì gia chủ họ làm sàn bằng đá hoa cương vân mây màu đen ha. Rồi cái này thì mình sẽ làm bằng gỗ luôn, những xong bằng gỗ luôn, tạo cái cảm giác là nó sẽ chắc chắn và nó an toàn hơn ha, rất là chắc luôn. Cũng dán những cái mạng tường bằng giấy lụa như thế này nè, nhìn ngôi nhà nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Rồi cùng tiếp tục đi lên phía bên trên đây để xem bên trên này có gì ạ. Ở trên này thì gia chủ họ cũng lát cái sàn này được bằng gạch gạch dạo gỗ luôn ha. Wow. À, ở trên này thì mình sẽ có thứ nhất á, từ cầu thang lên mình sẽ có một cái ban công như thế này. Bên này sẽ một phòng, bên kia một phòng. Bây giờ mình đi từ này trước ha. Wow. Một cái ban công rất rất là lớn, trải dài như thế này. Và được trồng cây rất là nhiều, cảm giác như là bị lạc vào trong một cái rừng cây nhiệt đới ha. Gia chủ họ làm rất đẹp. Cái này thì các chú về có thể là thoải mái là trồng cây và chăm cây được ha. Đó, ban công dài ra tới kia luôn. Cũng được làm những cái song như thế này, vừa để trang trí để vừa làm cho ngôi nhà nó an toàn hơn ha. Đó, bên trên cũng làm cái hệ lam, ốp những cái lam bằng bằng gỗ như thế này. Đèn chạy dọc dài theo nguyên cái ban công này luôn ha. Tối sẽ rất là đẹp và sáng. Rồi bây giờ mình cùng tiến vào phía bên trong đây, mình tới một căn phòng ngủ đầu tiên. Rất lớn, rất rộng. Căn phòng ngủ này quý anh chị mình về mình có thể là decor thiết kế thêm nội thất hoàn toàn là rất là phù hợp ha. Đó, có một cái ban công ở đây và một cái ban công phía bên này nữa. Rất là nhiều cửa để cho cái phòng này ha. Đó. Mở ra siêu thoáng luôn và phòng nào cũng sẽ có rèm cho quý anh chị mình ha. Đó, rèm đầy đủ hết rồi. Cái này thì mình về mình có thể là đặt một cái giường ngủ ở đây chẳng hạn. Đó, xong rồi buổi sáng mình kéo rèm ra ha, ánh sáng sẽ chan hòa rất là tuyệt vời. Một căn phòng như thế này có kèm luôn nhà vệ sinh ở phía bên trong cho quý chị mình ha. Đó, một nhà vệ sinh thiết kế rất hiện đại, sạch đẹp. Đó, quý chị có thể nhìn thấy ha, đầy đủ các thiết bị luôn. Cửa thì được làm bằng cái cửa, còn này là cửa gỗ công nghiệp thôi ha, nhưng mà làm vân đá vân gỗ chứ rất đẹp. Rồi bên đây sẽ có một cái căn phòng ngủ thứ hai, nhỏ hơn bên kia một xíu nhưng mà thiết kế nó cũng na ná như vậy á. Cũng sẽ sàn gỗ nè, hệ thống đèn nè, trần nè, rồi cửa sổ, rồi ban công rất là nhiều. Và kèm thêm một cái nhà vệ sinh phía bên trong như thế này, cực kỳ là sang chảnh luôn ha. Đó. Nói chung là bên thấy là gia chủ họ làm cái căn nhà này rất là tâm huyết và rất là đẹp luôn. Rất là nhiều gọi là cái không gian để có thể là chill, để tận hưởng cuộc sống cho phía gia chủ khi mà sở hữu ngôi nhà này. Thì bây giờ cùng Nguyên tiến lên phía trên ha. Đó, đây là cái khu vực cầu thang nè. Bên trên cũng sẽ được dán như dán tường như thế này. Và có một cái phần này là cái phần giếng trời ha. Đứng ở đây rất là sáng nè. Đó. Ban ngày không cần bật đèn quá nhiều ha. Rồi bây giờ mình cùng đi nhanh lên trên này. Thì trên này Nguyên nghĩ là sẽ gia chủ sẽ làm một cái phòng thờ và một phòng ngủ thì mới có phải không. Đây. À, chính xác rồi. Ở trên này thì gia chủ họ sẽ làm một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì tương tự như phòng ngủ ở phía dưới thôi ha. Cũng sẽ y hệt luôn, cũng sẽ có cửa sổ nè. Đó, ban công và nhà vệ sinh ở phía bên trong luôn cho quý anh chị mình. Về sử dụng thì quá là tiện lợi rồi ha. Không còn gì để bàn cãi nữa. Đây, trên này thì mình sẽ có phòng thờ rất lớn nha. Phòng thờ này rất lớn luôn. Đó, và cái phần ban công trên này thì nó sẽ lớn hơn. Tại vì ở dưới là phòng ngủ thì gia chủ sẽ lấn ra phía ngoài một xíu. Còn đây thì là phòng thờ hẹp lại nên là không gian này rất rộng này. Ngôi nhà này quý chị ơi có cái diện tích là tổng là lên tới là hơn 100m2 ha. Đó, tọa lạc tại khu dân cư Lê Phong. Đường xá rất là đồng bộ, đường trước nhà lên tới là 12m quý chị ha. Đó, xung quanh thì nhà dân ở rất là nhiều rồi. Từ đây quý chị mình kết nối ra ngay ngã tư Bình Chuẩn là chỉ có 1km thôi ha. Các cái tiện ích thì bao quanh mình luôn rồi. Từ công an phường nè, rồi ủy ban nhân dân phường nè, rồi chợ, trường, tất cả mọi thứ ha. Nó đều là nằm gọn ở trong cái bán kính từ 1 tới 2 km.
rồi mình kết nối ra các tuyến đường lớn như là DT 743, 747, 746 là chỉ có khoảng chừng tầm 3 cho tới 4 phút di chuyển thôi là mình đã tới rồi ha. Nói chung là từ đây mình kết nối đi các thành phố khác của Bình Dương nè, hoặc là thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ tầm từ 15 cho tới là 25 phút thôi. Di chuyển rất là thuận lợi, quý chị mình cũng đã biết rồi. Đường xá ở Bình Dương thì mình khỏi phải bàn rồi ha, rất là rộng rãi và thông thoáng. Thì hiện tại ngôi nhà này gia chủ đang chào bán cái mức giá là 7 tỷ rưỡi và còn thương lượng cho một ngôi nhà phố thiết kế vô cùng là đẹp. Đó, tọa lạc tại ngay trung tâm của Thuận An, Bình Dương. Thiết kế một trệt và hai tầng lầu gồm có là phòng khách nè, phòng bếp nè, gara xe nè, gồm có phòng thờ, ba phòng ngủ chứ, ba phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Đó, nói chung là để sở hữu ngôi nhà phố xinh đẹp này vừa ở vừa kinh doanh được với cái mức giá là 7 tỷ rưỡi và còn thương lượng mạnh thì quý anh chị mình cảm thấy như thế nào ạ? Hãy cho em xin một cái bình luận để bày tỏ quan điểm của quý anh chị mình về căn nhà này ha. Đó, thì vừa rồi cũng cảm ơn quý anh chị đã đồng hành với em tham quan một vòng cái sản phẩm nhà phố siêu siêu đẹp này. Đó, thì em xin nhắc lại những cái thông tin về pháp lý ha. Thì ngôi nhà này tọa lạc tại khu dân cư Lê Phong. Là một cái khu dân cư mà quy hoạch rất là đồng bộ 1/500 rồi, và ngôi nhà này thì đã có sổ riêng nè và 100% thổ cư rồi, hoàn toàn là có thể là lên hoàn công được ha. Đó, nên quý chị hoàn toàn yên tâm về cái phần pháp lý đẹp nè, vị trí đẹp nè, rồi nhà cũng đẹp nữa mà giá cũng đẹp nữa, thì quý chị mình cần thêm những cái thông tin chi tiết thì hãy nhanh tay liên hệ với Uyên ha, qua số điện thoại trên góc trái màn hình thì Uyên có thể là hỗ trợ quý chị một cách tốt nhất và nhanh nhất ha. Kiều Bất Động Sản xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.